Đó, chuẩn bị ra nè. Santa. Not Santa. Cái ông gì trong phim gì em? Nhiều nhân vật mình không biết nổi nha. À, để qua đây nó biểu diễn cho mấy. Đây về chút xíu nữa đã món này là Hào làm nha. Còn này là món Bảo làm nè, là lẩu đầu cá thập cẩm ăn thôi. Cái bàn cái nhỏ mình để đây chút xíu, tới món này đem lên. Tối nay cái nhà mình á ngồi đợi coi video game Khoa, biết là nó sẽ lên video tối hôm nay. Anh em mới kiểu như là làm mồi nhậu rồi chờ đợi coi video game Khoa đã. Trời, đến tối dễ thương quá à. Khoa rất là dễ thương nha cả nhà. Đó nè. À, hello cả nhà nha. À, cái ngày hôm nay, tức là tuần hôm nay có vài cái ngày nó gọi bên này nó gọi là Book Weeks, là mấy đứa học trò đi học á, nó sẽ mặc đồ như những nhân vật trong sách, trong phim, những nhân vật nào nó thích. Đó, mình có gì mình quay lại cho cái nhà xem ha. Vui lắm, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng trang trí trang mặc đồ nhân vật này nhân vật nọ. Bây giờ nhà mình nó đang mặc cái đồ Lady Bird. Hôm trước á, thấy ba mẹ nào cũng dẫn con mặc đồ này đồ nọ đi. Chúng nó bọn nhỏ nó sẽ diễu hành á. Mọi người ba mẹ ở đây cũng đứng lại xem. Mấy nhỏ nó rất là hào hứng. Nó mặc đồ của tụi nó. Đó, mấy nhân vật trong phim đó. Mấy cô giáo con mặc đồ giống như chú Hài luôn nè. Này là cái tuổi kinder, tuổi lớp mầm và lớp nhỏ thôi. Giờ nó đi nhìn cũng chưa mặc được rồi. Cái nhiều nhân vật mình không biết tên đâu nha cả nhà. Đó, cô giáo bắt đầu dẫn đi đó. So cute. Alright, phải like rồi. Đó, một lớp, lớp thứ hai à. Đứa kia đang mặc cái gì giống như là con cọp con khỉ gì á. Cô này là cô giáo của Race năm ngoái nè. Kinder đó. William, Miss William Polish. Mami. Đó là hai cái lớp kinder. Bây giờ bắt đầu tới lớp nữa nè. À, lớp con race nè. Sao? Ba mẹ con. One more time. đợi lớp con Ray sẽ ra nữa. Đó, chuẩn bị ra nè. Santa. Not Santa. Cái ông gì trong phim gì em? Nhiều nhân vật mình không biết nổi nha. À, để qua đây nó biểu diễn cho mấy.
Hello. I'm Alice. Chậm thôi con, đi nhanh như vậy. Slow down. Harry. Harry. Slow down. Slow down. Oh, trời. Slow down. Oh. Oh no, oh no. Sao pha anh em này không có gì tội nghiệp không? Oh, anh này nữa. Lấy đi mệt đâu rồi không biết. Là cả trường có ra lên luôn á. Mai rạp. Hello. Mấy người giờ tưởng nè. Hello. So cute. Hello, hello, hello. Mailway. Mailway. Mr. Clark. Hello. Cô giáo cũng cô giáo là mặc cái đồ trong nhân vật của cuốn sách đó đó. Tức là cô giáo mặc, có nhiều người thì mặc cái đồ nhân vật của cuốn sách nào thì cầm theo cuốn sách đó. 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 Fit boy. Hello. Can you walk? This is their home. So fun to say. Yeah, no, no, no. Coi con trong mặc đồ gì. Oh no. Hello. 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 The kids go down. Yes. Đó. Đưa bà đâu? Qua rồi hả? Bà cái gì vậy? Đây chị hả? Đâu? À? Sao?
Ồ, oh, nó dài. Nó dài ra về kia luôn kìa. À. À, thấy đó nè. Hello Phil nè. Hello Phil nè. Yes. On YouTube. Bé là con anh Công á, rồi là anh hay tới nhà mình chơi á, anh Công với chị Hà. Yeah, yeah. Let's go. Bye bye. Có nhiều quá trời luôn ha, mình tưởng nó trùng nha chứ không thấy trùng á. Ồ trời, nó trần trụi cái mặt nó kìa. Rất là nhiều nhân vật nha, mình không biết luôn á. Mấy cái nhân vật quen thuộc thì biết chứ, mấy vật không biết luôn. Đó, lắm đây rồi. Ai đi cả ảnh là chỉ ra đây. Ah, yes. Hello. Hello. Harrison. Lại đi vào, đó rồi à. Kiểu cái gì quá trời quá đất. Hết rồi à. Đó, hết rồi đó. Đây. Sáng nay đưa Ray học và tham dự Book Week. Rồi bây giờ đưa bạn Hào tới trong cái tour hôm nay là đi tới gọi là Switch Village, tức là làng thị sủy trước mặt ạ. Chỗ này là từ nhà mình chạy ra đây khoảng chừng 15 phút, 20 phút. Đẹp. Bình yên. Photographer. Bữa nào làm video tới lên xét tình đi đâu, đúng không? Đó. Đó, cái hồ nước nhỏ. Ở đây mấy con chim này nhiều lắm nè. Chim giống như lê lê dịch nước vậy. Thấy có nhiều cái tuyến cái xe du lịch đó, nó cũng chở tới tham quan đó. Chẳng hạn cái xe dài dài đó là những cái tour của nhà tour tới đó. Đó. Xanh rì ha. Đây.
các mấy trường nào chở tới đây. Oh, I can't feel anymore. I spent all my time waiting on the rain, and when it finally came, oh, I can't feel anymore. Oh, I can't breathe anymore. I built a brick by brick to keep me safe, but as it grew, the air got thin. I can't breathe anymore. You've seen the truth and the sleepers rise when the light comes through. Daylight is coming but we're sleeping from fear. You can't stop what's already here. Dẫn Hào với lại Linh đi vô trong cái chỗ này nè. Cái chỗ này là chỗ mua thuốc tây mà hàng thực phẩm chức năng á, nổi tiếng của Úc, nó gọi là Chemist Warehouse. Mình thì mình vô chỗ khâu chỗ này nè, mua cho anh bé Ray cái bộ đồ skeleton, tức là xương người, cho nó mặc vào cái dịp Halloween. Đây nè, trong này thì nó bán trăm thứ trong này cả nhà ha, lúc nào cũng có hàng giảm giá. Chịu khó canh mua là sẽ có giá rẻ đó. Đó, hai chị em đứng nè. Tìm được chưa? À, nó có hai
20 kg cho mua loại một hũ, một loại mỗi loại 2 hũ. Ừ, mua loại vài bữa cần nữa gửi chị Trang về cũng được, chị Trang chứ về cả gia đình nhiều ký lắm mà. Mua cái mình ship tới nhà chị Trang. Mỗi loại 2 hũ là uống cả năm mình sẽ. Ừ. Thì để ra nó có hết hạn đâu. Em uống hết đâu, vậy mình năm sau hôm qua nữa mà. Năm sau qua nữa mà. Ừ. Thấy coi nha, quá trời đồ này ha. Mà đi chỗ nào, thành phố nào cũng có cái tiệm này hết nha. À, bán cả cái thực phẩm chức năng không kê toa, lẫn kê toa. Kê toa thì mình cầm cái toa thuốc vô trong cái đằng sau này, cho bác sĩ họ lấy thuốc đó ra cho mình. Còn trong này là bán cái gì cũng có. Mấy cái chỗ mà nó dán giấy đỏ là nó giảm giá đó. Cái vàng với đỏ tùm lum. Thì mình nghĩ những người mà bán thuốc thực phẩm chức năng ở tại Việt Nam mình cũng mua từ đây mà đem về bán nè. Họ canh giảm giá đó, họ về họ bán lại giá bình thường. Ok. Cái gì? Oyster. Vô ghé tiệm seafood hải sản á, coi có gì mua về ăn. Này mấy cái cá này, cá shark này cả nhà, cá mập á. Cá này là cá gì không biết, squid greens. Có yellowfin tuna nữa, 36 đồng ký. Flathead. Cá này là tiếng nó lấy cá này nó làm fish and chip nè. Biên liên, chắc là mua cá này về làm gỏi ăn. Ăn thịt ngán quá. Đây, cá hồi đã chưa, đỏ ngon nha. Mua đầu cá về nấu cơm chua ăn được. Rồi, mấy anh em sẽ đi vòng về làm món gỏi cá nữa đây. Kệ xương xương xí ha. Đây, về chút xíu nữa đã, món này là Hào làm nha. Còn cái này là món Bảo làm nè, là lẩu đầu cá, thập cẩm. Ăn thôi cái bàn cái nhỏ mình để đây chút xíu, tới món này đem lên. À. Rồi mời cả nhà nha, đó anh em lại xương xương với nhau vài ly bia nữa ha. Kể từ gặp nhau lâu lâu mới gặp nhau thì giờ làm sao giờ? Làm nhau mà không ngồi đêm qua một đêm không ngủ là mất ngủ. Và hai hôm nay đâu ngủ được đâu. Ngủ chung à, hai ngủ chung à. À ngủ chung. Cả đêm ngủ rồi được đâu. Bây giờ em nó qua không để ngủ với vợ. Ngày cũng có lý. Ngày cũng có lý phải không? Sống là tình cảm như vậy đó, sống nó mới bền. Biết sao mà nhậu. Đó trời mưa gió bao bùng mà. Đang coi video của thằng Khoa. À, có thể chút xíu, có thể chút xíu, có mình trong đó, chưa biết. Chưa biết, chưa biết. Rồi bỏ đi, bỏ đi, vô đi, vô đi, vô đi. Thôi, cả nhà nha, anh Huy tới rồi, anh Huy tới, anh Huy tới. Đi làm về vẫn tới luôn đàng hoàng. Lúc ba chai đi tôi nói chuyện không sao. Ừ. Khui ba chai đỏ cho anh Huy đi thôi. Nào ơi, lấy ba chai đỏ cho anh Huy uống. Thôi lấy cho. Chén đủ đi em. Chén đi. À, không. Cái bia vậy bữa nước uống được không sao đó, uống cái bia đó đi. Uống giùm em đi. Bị cắt bớt gì đó, bị con Huy à. Trời ơi, chơi cắm. Cảm ơn Huy, phải tới. À, Huy tới đây là vui lắm rồi. Tình thủ, à, bạn phải uống ba chai. Tôi mới nói chuyện hoài. Tôi với Bảo đang bức xúc như này. Nhưng mà bạn phải uống đúng ba chai tôi mới nói. Em anh em đây vui lắm, tình hình là dậu cái người về trước người về sau á cho nó vui rồi cái ghé rồi vậy đó. Ai mà dậu là biết phải không? Thôi bạn được đi chứ. Đó. Mày đổ review luôn á. Đó review tôi hiểu luôn anh đó. Sống được hoài lắm. Ông đi kiểm tra coi để ông phạt kìa. Nào biết sao ra sớm vậy? Đây mua một tiếng là 1:17 là phải đi để trên đây anh Minh trao lên báo. Oh, wow. 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 Wow
kiếm được nó hay vậy? Mà nó biết luôn. À, trong quán không? Cảm ơn. Sao trong quán gì có này? Trong quán có bài báo. Có không? Có hả? Chào anh, theo bán, theo kiếm được thu nhập. Ủa, em nói ông Minh em còn ông Minh có hai ba tô đặc biệt luôn rồi có nước chanh đường hớp có nhiều topping như ta quá đơn giản mà không biết luôn quán phở ông Minh à rồi anh vừa qua là quán phở bóc máy lên móng liền liền móng liền canh đè lúc này có bé có anh thích canh đè đó anh ngồi kiếm rồi trời ơi ủa là clip rồi mình mãi là có anh không dạ mãi là có nó nghe chưa ủa hai tuần tiếp đã quá đang coi clip của người Khoa vui lắm đang coi clip của Khoa thấy thương lắm có người trong đó là vui cũng chết rồi À, có chuột nè, chơi chuột không à, toàn chơi chuột không. Bây giờ nó đẻ dữ vậy hả? Đẻ đầy lắm. Sao bán đi? Tao mua không? Cho tao mua bán. Anh đâu biết không? Bởi vì tặng từ trước á. Anh bên chị Thủy đó. Trời vui. Tối nay cái nhà mình á ngồi đợi coi video game Khoa. Biết là nó sẽ lên video tối hôm nay. Anh em mới kiểu như là làm mồi nhậu rồi chờ đợi coi video game Khoa. Đã đến tối dễ thương quá. Thằng Khoa rất là dễ thương nha cả nhà. Nó rất là hòa đồng. Đi đâu ai làm sao tiếp sao cứ vậy. Đó. Thương. Sống vậy mới được. Đó. Rồi ăn cá sấu rồi, ở đâu nguyên ăn cá sấu rồi. Các bạn. Đây đánh gặp đèn luôn. Đây ông đỏ quá mờ. Đó, nhà của mình đó. Ông đỏ nổi tiếng hàng đầu. Ừ. Không ai làm. Ai nào đổ? Ai làm đâu đổ? Anh em rồi, anh em rồi dỗ nhau rồi thấy vui. Anh em rồi dỗ nhau vui. Coi lại video để vui. Tại vì Khoa đến nhà mình là một cái dịp giống như là điều may mắn á. Mình cảm thấy vậy. Người duyên thôi chứ gì. Không gì hết. Mình trân trọng mọi thứ, mình đang trân trọng. Nhưng mà anh em vẫn ngồi coi đây để mà coi cái hành trình tiếp của Khoa. Mong là mọi người ủng hộ. Tại vì đó là một cái tinh thần rất là tốt. Ok, cảm ơn cả nhà coi video đến giờ phút này nha. Mấy anh em thì cũng gặp nhau cũng vậy đó, cũng vài ba ly rượu vậy, ly bia vậy thôi chứ không có gì mà khác hơn. Cho đó câu chuyện ngày hôm nay là đưa Hào nó đi xem những điểm quan trọng ở con setting này cho em nó check in, chụp hình rồi về nhà rồi mấy anh em cùng nhau ngồi ăn tối. Hẹn cả nhà video kế tiếp nha. Còn nhiều cái hay hấp dẫn lắm. Nhớ đăng ký kênh với lại like cho cái video có động lực làm cho video kế tiếp. Bye bye.